Iwobi. Cơ hội dành cho Everton phía trên đang rất trống trải. Cơ hội dành cho Doucouré. Doucouré đối mặt với Meslier. Doucouré. Doucouré làm gì vậy? Quá chậm trễ. Chúng ta xem lại đường truyền rất hay của Elisim dành cho Doucouré. Khoảng trống mênh mông mở ra trước mặt của cầu thủ mang áo số 16. Nhưng anh lại xử lý quá rườm rà. Sancho. 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 Vavegos. Một ngày đấu khá bầu duyên của Vavegos. Một trận đấu cũng rất hay của Bruno Fernandes, người đã có hai kiến tạo ở trong ngày thi đấu hôm nay. Còn đây là cơ hội bị bỏ lỡ trước đó của Vavegos. Thời cơ là rất lớn, không gian là rất nhiều. Nhưng có lẽ quyết định thay người của ông cần phải được diễn ra sớm hơn. Cơ hội Nketiah! Vẫn là Nketiah! Không vào! Một cơ hội lớn được bỏ lỡ bởi Nketiah. Martin Odegaard đã làm quá tốt phần việc của mình rồi. Nketiah đang tự bỏ qua những cơ hội để anh có thể chứng minh rằng mình là một chân sút sát thủ. Mất bóng rất nguy hiểm, Nketiah! Cơ hội! Không vào! Quá đáng tiếc cho Martin Odegaard ở trong pha bóng này. Anh đã đá bay đi cơ hội có được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Một lỗi không thường gặp của Konsa. Anh đã quá chủ quan. Nketiah đã tranh chấp tốt và tạo ra một cơ hội 10-10. Người đội trưởng của pháo thủ lại không có được một pha chạm bóng tốt nhất. Phil Foden. Phil Foden. Dứt điểm. Haaland. Erling Haaland. Không vào. Không thể tin nổi ở cú sút bồi thứ hai, Erling Haaland lại đưa trái bóng đi lên trên khán đài. Đó là hai cú sút đầu tiên trong trận đấu này của tiền đạo người Na Uy. Đó đều là những cú dứt điểm trong khu vực 16m50, vị trí sở trường của người được mệnh danh là ông vua vòng cấm mới của bóng đá thế giới, Erling Haaland. Lần đầu thì may mắn không đứng về phía tiền đạo số 9 của Manchester City, bóng đã dội vào xa ngang khung thành của Keylor Navas. Lần thứ hai là một cú sút quá mạnh. Ưu đãi APK Cộng gói trọn vẹn chỉ 99.000 đồng một tháng, xét đồng thời trên hai thiết bị. Mua ngày